thân ái, chào quý vị và các bạn đang xem tử vi trọn đời tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, nam mạng. Nam mạng Mậu Thìn, cung Ly, trực Thâu, mạng Đại Lâm Mộc, khắc Đại Trạch thổ, con nhà thanh đế trường mạng, xương con rồng, tướng tinh con quạ, phật độ mạng. Tổng quan tử vi nam mạng tuổi Mậu Thìn. Mậu Thìn là những người thông minh sắc sảo, trí tuệ nhạy bén và rất ham học hỏi họ có thể tiếp thu kiến thức ở bất kỳ ở đâu chính sự chủ động ấy đã giúp cho mậu thìn có một sự hiểu biết sâu sắc về mọi lĩnh vực tự di thấy rằng cuộc sống của người tuổi mậu thìn không hề bình yên phẳng lặng những khó khăn sóng gió có thể ập đến bất cứ lúc nào cuốn trôi đi tất cả những gì họ đang có bởi vậy muốn thành công những người này luôn phải ở trong tư thế chủ động sẵn sàng đối mặt với khó khăn nguy hiểm công danh và sự nghiệp của người tuổi mậu thìn có nhiều cơ hội để phát triển nếu biết cách nắm bắt thời cơ sẽ đạt được thành công vang dội mậu thìn may mắn được trời phú cho sức khỏe cả về thể lực vẫn tinh thần bởi vậy họ có khả năng làm việc gấp hai ba lần người khác và không thấy mệt mỏi tuổi trẻ mậu thìn vượt qua nhiều khó khăn sóng gió với quyết tâm xây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định Càng về sau, cuộc sống càng sung sướng, an nhàn, không lo thiếu thốn. Sự cố gắng của họ đã được đền đáp xứng đáng. Về tình duyên, tuổi thìn là những người rất tập trung vào công việc. Họ ít dành thời gian cho những chuyện riêng tư. Vì vậy, tình yêu của họ thường đến muộn. Thế nhưng may mắn rằng, họ luôn có sự lựa chọn tốt nhất, phù hợp nhất với mình. Sinh các tháng, năm tháng 7 và tháng 11 âm lịch, những người tuổi mậu thìn sinh tháng này thường có những yêu cầu cao trong tình yêu bởi thế họ thường thất vọng và chịu nhiều tổn thương có lẽ sau những lần thất vọng thất bại họ mới trưởng thành chắc chín, chính chắn và có sự lựa chọn thích hợp dành cho mình sinh vào các tháng giêng tháng 3 tháng 4 tháng 6 tháng 8 và tháng 12 âm lịch mọi sự vội vàng trong tình yêu dẫn đến nhiều sai lầm của bạn để giữ vững mối quan hệ mậu thìn cần phải học cách lắng nghe chia sẻ và nhường nhịn nhiều hơn nếu sinh vào các tháng 2, tháng 9 và tháng 10 âm lịch, đời sống tình cảm phong phú, hôn nhân hòa hợp thuận lợi, tình cảm vợ chồng gắn bó kháng khích, chung thủy cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, gia đạo và sự nghiệp công danh sự nghiệp trong cuộc đời người tuổi mậu thìn có nhiều thăng trầm không ổn định có những lúc thành công dường như đang ở trong tầm tay họ nhưng cơ hội ấy phút chốc tan biến khó khăn có thể ập đến bất kỳ lúc nào không có gì tồn tại mãi mãi tuổi mậu thìn đã sớm thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng ấy công việc và cuộc sống sẽ được ổn định hơn khi tuổi mậu thìn bước sang tuổi 40 lúc này những khó khăn vẫn còn nhưng không có gì đáng lo ngại nữa tài lộc cũng dồi dào hơn đây sẽ là khoảng thời gian lý tưởng để mậu thìn phát triển con đường sự nghiệp của mình mậu thìn là những người rất coi trọng gia đình bởi vậy họ luôn biết cách hòa hợp với từng thành viên trong nhà gia đạo hòa hợp im ấm anh em trên thuận dưới hòa yêu thương nhau tuổi hợp làm ăn tuổi mậu thìn nên hợp tác làm ăn với các tuổi đinh sửu quý dậu kỷ tỵ đó là những tuổi hợp làm ăn, giúp công việc của bạn càng ngày càng thăng tiến, gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Lựa chọn vợ chồng, tuổi kết hôn là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân sau này của mỗi người. Nếu chọn tuổi hợp với mình thì cuộc sống sau này của bạn sẽ thuận lợi, sung sướng hơn. Ngược lại nếu kết hôn với tuổi đại kỵ thì bạn sẽ gặp phải nhiều khó khăn, trắc trở kết hôn với tuổi ất sửu đinh mão đinh sửu quý dậu kỷ tỵ ất hợi đây là những tuổi rất hợp với mậu thìn nếu kết hôn với những tuổi đó bạn sẽ có đời sống tình cảm phong phú vợ chồng hòa thuận gia đình hạnh phúc và cuộc sống giàu sang sung sướng nếu kết hôn với các tuổi bính tý canh ngọ giáp tuất mậu thìn cuộc sống sung túc ấm no dù không mấy dư giả về vật chất nhưng tinh thần luôn được thoải mái hòa hợp bình yên còn kết hôn với những tuổi bính dần, mậu dần, nhâm thân, giáp thân. Mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi giữa hai người. Muốn duy trì mối quan hệ cả hai, bên cần phải biết nhường nhịn, chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống. Vào những năm 18, 24, 39, 36, 42, 48 và 54 tuổi, vận mệnh kém may mắn, tuổi mậu thìn không nên kết duyên xây dựng gia đình, chọn tuổi kết duyên phù hợp sẽ giúp mẫu thình có cuộc sống thuận lợi hòa hợp hơn tuổi đại kỵ trong bất kỳ phương diện nào mẫu thình không nên kết hợp với những tuổi quý mùi tân mùi đó là những tuổi đại kỵ nếu kết hợp rất có thể sẽ gây nhiều khó khăn trắc trở cho cuộc sống năm khó khăn nhất trong cuộc đời vào độ tuổi 25, 29, 34, 37 và 42 tuổi Mậu Thìn sẽ phải trải qua nhiều khó khăn gian khổ Vì vậy trong khoảng thời gian đó làm việc gì cũng phải cẩn thận Nên tập trung vào công việc nhiều hơn để đạt được kết quả cao Hơn nữa ở các độ tuổi trên Mậu Thìn tránh đi lại đường xa để đảm bảo an toàn cho bản thân Ngày giờ xuất hành hợp nhất May mắn là một trong những yếu tố quyết định một phần thành công trong công việc Bởi vậy, để tăng thêm may mắn cho mình mậu thìn nên xuất hành vào giờ lẻ ngày chẵn và tháng lẻ điều đó sẽ giúp công việc của họ được tiến hành một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn diễn tiến từng năm từ năm 20 tuổi đến năm 28 tuổi tự thân lập nghiệp có nhiều sự lựa chọn cho bản thân trong khoảng thời gian này mậu thìn cần chú ý xây dựng những mối quan hệ xã giao bạn bè đồng nghiệp để học hỏi thêm kinh nghiệm và kiến thức cho mình từ năm 29 đến năm 30 tuổi năm 29 tuổi là khoảng thời gian lý tưởng để phát triển công việc mậu thìn cần phải biết cách nắm bắt thời cơ đừng bỏ lỡ những cơ hội tuyệt vời dành cho mình tuổi 30 mọi thứ vẫn im đẹp im ả tốt đẹp tuy nhiên cần đề phòng bị kẻ xấu hãm hại từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, năm 31 tuổi công việc vẫn tiến triển bình thường, không có nhiều khởi sắc nhưng cũng không gặp bất cứ khó khăn trở ngại nào. Năm 32 và 33 tuổi được hưởng tài lộc dồi dào, công việc đi lên như diều gặp gió, có cơ hội hợp tác làm ăn với nhiều đối tác lớn. Tuổi 34 và 35 tuổi công việc gặp phải một số khó khăn trở ngại nhưng may mắn tình duyên thuận lợi luôn có người bạn đời lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ vượt qua khó khăn. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, năm 36 đến năm 38 tuổi, vận may kém may mắn. Làm việc gì cũng phải thận trọng, đề phòng kẻ xấu hãm hại, công việc và tinh thần có phần giảm sút đáng kể. Tuy nhiên, mậu thình không nên quá lo lắng, dẫn tới căng thẳng. Phải bình tĩnh, tỉnh táo giải quyết vấn đề, tự mình tháo gỡ rắc rối, từ năm 38 đến năm 40 tuổi, công việc ổn định hơn, khó khăn, dần được khắc phục. Trong giai đoạn này, sức khỏe gặp một số trở ngại. Không nên chủ quan coi thường, bệnh nhẹ, nếu không sẽ gây biến chứng về sau. Từ năm 41 đến năm 45 tuổi, cuộc sống an nhàn ổn định hơn, tình duyên thuận lợi, gia đình đón nhận, niềm vui mới. Mậu thìn nên dành nhiều thời gian để quan, quan tâm chăm sóc tới gia đình và những người thân của mình nhiều hơn từ năm 49 đến năm 50 tuổi, tài lộc dồi dào sự nghiệp thăng tiến, thu nhập dư giả. Đây là khoảng thời gian cuộc sống an nhàn thuận lợi nhất. Bởi vậy, mậu thình nên tranh thủ tiết kiệm cho mình một khoản tiền cho cuộc sống sau này. Từ năm 51 đến năm 60 tuổi, theo tử vi trọn đời, khó khăn của tuổi sẽ tuổi trẻ đã đi qua. Trong thời gian này, mậu thình cần nghỉ ngơi, thư giãn nhiều hơn để cải thiện tình hình sức khỏe của mình tình duyên gặp nhiều may mắn thuận lợi gia đình hòa thuận vui vẻ con cái đỗ đạt cao sang xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại